Mình chào tất cả các bạn và quý thầy cô. Mình tên là Đỗ Đức Kiên, học lớp 4C tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt. Mình trú ở tỉnh Hưng Yên. Sau đây là bài thuyết trình của mình. Nó có rất nhiều nhân vật. Đầu tiên là chiếc trong cháo. Mình lập trình cho nó khi bấm vào lá cờ xanh sẽ liên tục xoay 15 độ. Tiếp theo đến chiếc que. Mình lập trình là khi bấm vào lá cờ xanh sẽ đi tới lớp sau cùng. Chữ Happy Birthday thì sẽ đổi màu một lượt 25. Ấn liên tục. Khi bấm vào lá cờ xanh sẽ liên tục đổi màu một lượt 25. Đã đợi một giây và lại lặp lại liên tục đổi màu một lượt. Đến chữ Happy Birthday là không lập trình gì hết. Tải lên từ cái Không xanh nó là Mạnh Sơn. Mạnh Sơn chỉ clip giúp thầy trong khi bạn đang thuyết trình nhá. Mạnh Sơn tắt mic giúp thầy trong khi bạn đang thuyết trình. Mình đã tải lên và mình lập trình cho nó là đi tới điểm x âm 192 và y âm 11. Sau đó là lệnh liên tục đợi 0,5 giây chuyển sang trang phục kế tiếp. Tiếp tục là đến mũ. Mình lập trình cho nó là khi bấm vào lá cờ xanh sẽ liên tục thay đổi y một lượng 10 đợi 0,5 giây, thay đổi y một lượng âm 10 đợi 0,5 giây. Còn pháo thì mình lập trình là khi bấm vào lá cờ xanh nó sẽ liên tục thay đổi y một lượng 10 đợi 0,5 giây, thay đổi y một lượng 10 đợi 0,5 giây. Đến phần bóng bay là mình lập trình cho nó là liên tục đi tới điểm x, lấy ngẫu nhiên từ âm 240 đến 240, y âm 180, lặp lại 36 lần, thay đổi y một lượng 10. Có cả khi bấm vào lá cờ xanh nó sẽ liên tục phát ra âm thanh Happy Birthday đến hết. Và đây là những chiếc bóng bay mình đã trang trí ở trên. Cuối cùng là quả bóng này. Nó sẽ liên tục khi mình bấm vào lá cờ xanh, cái chỗ này nó sẽ liên tục đổi màu quả bóng. Còn bên này là nó sẽ di chuyển sang trái và sang phải. Liên tục lặp lại 36 lần, thay đổi x một lượng 10, đợi 0,5 giây, lặp lại 36 lần, thay đổi x một lượng âm 10, đợi 0,5 giây. Đến phần trái tim. Em đã lấy nó làm hình nền và em đã nhân bản nó ra như thế này. Và em đã lập trình cho nó là hiện đi tới điểm x âm 220 y 7, lặp lại 4 lần, tạo bản sao của bản thân tôi, thay đổi y một lượng 40, lặp lại 11 lần, tạo bản sao của bản thân tôi, thay đổi x một lượng 40, lặp lại 5, tạo bản sao của bản thân tôi, thay đổi y một lượng âm 40. Và cuối cùng là cái nhân vật cuối cùng của em chính là nhân vật bánh sinh nhật. Nó sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật bạn. Sau đây em xin chia sẻ màn hình bài thuyết trình của em. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn bạn làm Đức Kiên với bài thuyết trình của mình. Rồi, sau đây chúng ta sẽ có cái phần chia sẻ về dự án của bạn Đức Kiên. Thầy mời bạn Duy Khoa chia sẻ về dự án của Đức Kiên nào. Duy Khoa ơi, thầy chưa nghe được tiếng của Duy Khoa. Thầy mời bạn Đức Anh nào. mời Đức Anh chia sẻ về dự án của bạn Duy Khoa này, của bạn Đức Kiên này. Con thấy là con thấy cái hình ở dưới nó không được đẹp cho lắm rồi. Cái hình nào con? Ba cái gạch thấy nó không được đẹp cho lắm. Theo thấy nó cũng tương đối là ổn mà. Con muốn nó phát triển hơn hoặc là con muốn thiết kế như thế nào để có thể đẹp hơn? Phối màu khác. Con nghĩ là không nên cho nó ba gạch như thế thầy. Thế thì con muốn phát triển như thế nào? Hoặc là con nghĩ bạn nên thêm một cái nền nhà màu gì đó nó không có kẻ vạch mà nó màu sáng. Rồi. Ok. Bởi vì là mỗi một bạn lại có một cái phần ý tưởng khác nhau. Thì về cơ bản thì Théo thấy là cái bạn thiết kế cái phần nền, bạn đưa cái phần gạch này vào thì Théo thấy là cũng khá là phù hợp. Đó, mỗi bạn có một sở thích và thầy giáo luôn tôn trọng sở thích của các bạn. Rồi, cảm ơn phần góp ý của bạn Đức Anh. Rồi thầy mời bạn Hữu Định chia sẻ nào. Đợi con một tí. Thấy con giơ tay. Con đặt từ trước rồi này. Kết quả bóng ở đây là nó có hay không? Cái quả bóng bạn đang lập trình là nó di chuyển sang phải, sau đó lại di chuyển sang trái, quả bóng nó di chuyển qua lại ở phía dưới chân nhé. Bài của bạn tốt rồi. Rồi, cảm ơn ý kiến của con. Thế mời bạn Anh Vũ nào. Em thấy bạn đã sáng tạo được âm thanh tốt và lập trình tốt rồi ạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của con. Thế mời bạn Gia Hào nào. Thưa thầy là nền cơ bản không được đẹp cho lắm. Con muốn sửa như thế nào để cái nền này có thể đẹp hơn được không? Sao có thể chỉ ra để bạn có thể thực hiện được tốt hơn không? Bạn có thể thêm nền chúc mừng sinh nhật hoặc là một cái nền gì đó, chứ bạn để nền màu trắng không, nó không đẹp. Rồi, cảm ơn ý kiến của bạn Gia Hào. Ở đây thì bạn đang để một cái nền trắng và bạn đấy sử dụng bằng cách đó là bạn sáng tạo là bạn lấy những cái nhân vật quả bóng bay và bạn xếp vào để tạo ra được một cái phông nền. Thì về cơ bản thì Théo thấy như thế này thì tương đối là ổn. Rồi, mỗi bạn thì cũng có một cái phần là sở thích cá nhân và Théo luôn tôn trọng cái phần là sở thích và cái sự sáng tạo của các bạn. Các bạn có rất là nhiều cái sự sáng tạo, đúng không? Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe bạn Đức Kiên chia sẻ về cái dự án của mình. Sau đây thầy có phần nhận xét như sau. Về kỹ năng thuyết trình, về các bước thuyết trình thì Théo thấy là các bước thuyết trình con thực hiện rất là tốt, đầy đủ các bước thuyết trình. Và con học lớp 4 kỹ năng thuyết trình như vậy là khá là ổn, rất là mạnh dạn, tự tin chia sẻ về cái phần dự án của mình. Về phần thuyết trình thì thầy khen con nhé. Thứ hai là về phần dự án. Trong phần dự án của con thì về phần thiết kế đồ họa thì Théo thấy là ở đây con đã tạo ra được một tấm thiệp về chúc mừng sinh nhật cũng khá là đẹp mắt. Về cơ bản là nhìn vào là Théo thấy là khá là hài hòa, đẹp mắt. Lựa chọn các cái nhân vật này để trang trí cho cái tấm thiệp phù hợp với nội dung của chủ đề. Như vậy là tốt rồi. Về cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm và cái phần lập trình thì Théo thấy là ở đây con đã làm được một cái tấm thiệp chúc mừng sinh nhật rất là tốt, đẹp mắt. Kỹ thuật lập trình ở đây là ổn, tốt, thực hiện tốt các cái chức năng mà mình cần thực hiện. Về sự sáng tạo thì Théo thấy là con đã có sự sáng tạo khá là nhiều. Thứ nhất đó là sáng tạo về phông nền. Thay vì cái phông nền như của thầy thì con tạo ra được một cái phông nền mới với những cái hình ảnh trang trí là những cái quả bóng bay trông rất là đẹp, đúng không? Bên cạnh đó vì là chủ đề tấm thiệp sinh nhật cho nên là con đã làm được đưa thêm được vào cái nhân vật chiếc bánh sinh nhật thì Théo thấy cũng tương đối là phù hợp. Và ở đây thì con đã vận dụng những cái kiến thức về cái phần tọa độ rất là tốt. Đó là con lập trình để cho cái nhân vật, cái quả bóng ở phía bên dưới của con nó di chuyển. Thì Théo thấy là về cái phần kiến thức tọa độ của con đã vận dụng và rất là tốt trong cái phần nội dung này. Và bên cạnh đó thì con cũng đã đưa được cái phần nội dung của cái bài hát chúc mừng sinh nhật vào cũng khá là tốt. Rồi, đánh giá chung cái phần dự án của bạn Đức Kiên thì phần thuyết trình tốt và phần dự án của con cũng khá là tốt. Rồi, cảm ơn bạn Đức Kiên đã chia sẻ với thầy và các bạn một dự án. Thầy.